Đây là trải nghiệm ngồi trong chiếc S. Quả màn hình, ôi giời ơi luôn, quá đẹp luôn. Đi màn hình sâu quá. Phê luôn. Hello, hello, chào bạn, chào mừng bạn trở lại với Johnny Supercar Vlog. Hôm nay thì Johnny sẽ cùng các bạn đi chiêm ngưỡng và khám phá một chiếc xe cực kỳ mới tại thị trường Việt Nam và đang cực kỳ hot dành cho các đại gia Việt các bạn nhé. Vâng, xin giới thiệu bạn, đây là chiếc Mercedes S500 2021 đầu tiên về Việt Nam, thời điểm tại cũng là độc nhất luôn. Đó, chiếc này thì sử dụng khối động cơ 6 xi lanh 3.0 lít, công suất là 362 mã và 429 Nm các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn khối động cơ này, 6 xi lanh luôn. Đây mình sẽ đóng cái nắp capo xuống các bạn nghe nhé. Đó, cái này thì các bạn cứ phải đóng mạnh mẽ tí đỡ bị giật. Đó, vào khít luôn. Đây, tổng thể của chiếc S500 2021 phiên bản Formatic và được trang bị thêm gói ANG Line Night Ticket ở bên ngoài các bạn này. Đó, được trang bị thêm gói ANG Line nên nhìn phần đầu xe nó tầm hố hơn so với phiên bản S500 tiêu chuẩn các bạn nhé. Đó, đây, diện mạo mới của phần đầu chiếc S500 2021 với lưới tản nhiệt mới, đèn pha mới, cản trước mới. Với chiếc này thì có gói AMG, thế nên nó sẽ có hai cái hốc hút gió mở rộng ở bên và có thêm hai cái nan ngang màu đen này các bạn này. Ốp viền, cản trước cũng được sơn đen và cái hốc hút gió dưới cũng được mở rộng các bạn nhé. Có rất là nhiều cảm biến xung quanh, đếm sơ sơ cũng khoảng 6 cái cảm biến ở phía trước, chưa kể đến camera trước này các bạn. Camera trước trong hệ thống camera 360 độ với rất nhiều cái góc view khác nhau. Mình sẽ tắt bật cái đèn pha để các bạn nhìn nó liếc lên liếc xuống, đảo qua đảo lại và nó bật thấy các bạn này. Đây, bây giờ sẽ tắt cái đèn pha đi, sau đó bật lại cho các bạn chiêm ngưỡng nhé. Đây, các bạn nhìn nó liếc này và nó đảo này. Đó, nó đang cúi xuống này. Đó, các bạn nhìn đẹp không? Đó, wow. Nhìn rất là khác biệt luôn. Cái đèn pha này thì cũng có cái giải đèn LED định vị mới hình móc câu các bạn nhé. Ở phía trên hình móc câu này các bạn này, đây là đèn digital light. Đó, với 1, 2, 3, 4 này, 4 cái bóng rất là lớn luôn. Và tô điểm là những cái bóng nhỏ xung quanh các bạn này, nó nhìn xanh xanh giống với đèn laser của BMW. Trên đây là digital light, thế hệ đèn mới nhất của Mercedes-Benz luôn. Tổng thể phần ngang của chiếc S500, chiếc này thì cũng được trang bị bộ mâm theo phong cách khác biệt luôn. Đây là bộ mâm AMG đời mới các bạn này. Đó, đa chấu, mỗi chấu thì có 3 nan các bạn nhé. Đó, được kết hợp giữa màu đen ở bên trong và màu xám bạc chrome ở bên ngoài. Đây, logo AMG nó nằm ở góc này các bạn này. Đĩa phanh ở bên trong cũng rất là lớn luôn, đục lỗ thông hơi và cùng phanh màu xám. Đây là bộ mâm, mình ngó xem kích thước của bộ mâm này nó là bao nhiêu inch. Lốp Pirelli 21 inch 285/30 các bạn nhé. Đó, mâm trước là 255, còn phía sau là 285/30 R21. Đó, 21 inch và lốp là 285/30 ở phía sau và 255 ở phía trước. Đây các bạn này, đĩa phanh ở phía sau thì được làm nhỏ hơn một chút, cùng phanh cũng nhỏ hơn so với phần trước các bạn. Nó đẹp luôn, mâm của AMG. Đó, phiên bản này thì có được trang bị cái gói AMG Line. Cái phần tay nắm cửa cũng đã được làm khác so với đời cũ các bạn này. Còn đó, cái tay nắm cửa nó sẽ ẩn ở bên trong này, và khi các bạn dùng thì ấn vào thì nó sẽ mở ra các bạn nhé. Đó, nó sẽ thu ra đấy các bạn. Trên có chữ Mercedes-Benz này, rất là đẹp luôn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng cái đèn hậu này các bạn này. Cái đèn hậu kiểu mới trên Mercedes-Benz nhìn rất là đẹp luôn. Đó, tinh thể 3D, LED 3D. Wow, 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 các bạn nhìn không? Wow, quá là xuất sắc luôn, đẹp xuất sắc. Đây là tổng thể phần đuôi của chiếc S500. Đây là tổng thể phần đuôi của chiếc S500 với hai cụm đèn hậu LED tạo hình theo phong cách hình tam giác và được nối liền với nhau bằng một cái nẹp kim loại macro các bạn. Đó, nó chạy từ cái mép đèn bên này và nó chạy vòng sang bên này. Bên này thì gắn dòng chữ Formatic, ở phía sau thì chúng ta có cam nó gắn ở dưới này, và khi các bạn dùng ấy thì nó sẽ nhô ra các bạn nhé. Đây, khi nổ lên, khi đề máy lên ấy thì nó sẽ nhô ra. Đó, các bạn nhìn đâu, nó sẽ nhô ra. Khi các bạn tắt máy thì nó ẩn vào để bảo vệ. Đó,
đây là cụm đèn hậu này, nhìn quả tinh thể led quá đẹp luôn các bạn. Và nhìn không, những cái chấm chấm ở bên trong nhìn đẹp cực kỳ luôn. Đây khi tắt đi các bạn này, khí cam này sẽ ẩn và khi đổ máy thì nó nhô ra đó, rất là hiện đại luôn. Form tổng thể của chiếc S500 nó quá đẹp luôn các bạn, nó lột xác rất nhiều so với S thời điểm hiện tại đang bán chính hãng tại trường Việt Nam. Alo. Đây tổng thể của xe này các bạn này. Đó, phần đầu mới này, phần đầu mới này các bạn này, quá đẹp, quá xuất sắc luôn nhé. Thêm cái gói AMG Line nó nhìn nó tượng hơn hẳn. Còn bây giờ thì có lẽ mình sẽ vào bên trong và khám phá nội thất của xe các bạn nhé, xem nó có gì khác biệt này. Đây, đầu tiên thì mình sẽ mở cửa và bước vào bên trong. Đây là nội thất của xe các bạn này. Wow, chiếc này được trang bị gói AMG Line, thế nên nó được bọc da hai màu đen đỏ cực kỳ đẹp luôn. Tổng thể vẫn là màu đỏ các bạn nhé. Đó, chiếc này cũng được ốp gỗ piano màu đen và có những cái đường line như trên những chiếc Maybach GLS con ạ. Đó, ghế lái và ghế phụ đều chỉnh điện đa hướng và nhớ 3 vị trí, có thông hơi, sưởi, thông hơi, sưởi và có massage trên cả 4 ghế các bạn nhé. Đây các bạn này, đó, những cái điều chỉnh đèn và điều chỉnh gương này nhìn rất là ấn tượng luôn. Bọc da màu đỏ cực kỳ thể thao luôn các bạn ạ. Đây, bước bên trong khoang nội thất thì chúng ta sẽ có logo của Mercedes-Benz gắn tại mẫu cửa. Ghế ngồi thiết kế theo phong cách AMG và bọc da màu đỏ, có đục lỗ thông hơi, massage. Tựa đầu thì chúng ta có cả đây các bạn, tựa đầu êm các bạn nhé. Nhìn rất là xịn sò luôn, như những chiếc Maybach các bạn ạ. Và ghế ngồi các bạn nhìn thấy một sự đặc biệt, đó là hai cái thành ghế này được làm nhô lên, đậm chất AMG luôn các bạn. Nó ôm lấy phần người lái khi các bạn vào cua hay là khi các bạn đi lắc lư liên tục ấy, thì hai cái thành ghế này nó sẽ cố định cái xe của bạn, cố định cái thân người của bạn. Khi các bạn cài dây an toàn vào nữa thì nó gần như là dính vào lưng với ghế này luôn các bạn nhé. Phần dưới cũng thế này, phần dưới cũng có hai cái chi tiết nhô lên này các bạn, giúp cho các bạn ngồi cảm thấy nó phong cách thể thao hơn. Đây là tổng thể phần nội thất của xe các bạn, nhìn nó quá ấn tượng luôn, quá xuất sắc luôn. Giờ thì mình sẽ vào cái nội thất này. Đây, tổng thể khoang cabin của chiếc Mercedes S-Class 2021, chiếc đầu tiên về Việt Nam và là chiếc nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường châu Âu các bạn nhé. Vô lăng bọc da, đó, bọc da và có đáy vát. Và ở hai cái nan hai bên này nó có một cái khe hở các bạn nhé, nó có một cái khe hở này. Trên này tích hợp rất là nhiều luôn. Và cái công nghệ an toàn trên chiếc S500 này thì nó là đỉnh cao rồi các bạn ạ. Có Adaptive Cruise Control này, có lim này, có phanh khoảng cách này. Ui, rất nhiều các bạn ạ. Kể về cái công nghệ an toàn của chiếc S500 này thì chắc là mất khoảng nửa tiếng. Ở màn hình phía sau này các bạn này, đó, nó không còn là một cái mái vòm và che đi nữa, mà nó sẽ có một cái màn hình 12,3 inch và hiển thị 3D màu rất đẹp luôn các bạn ạ. Đó, hiển thị 3D màu cực kỳ đẹp luôn. Mình có thể điều chỉnh được nhiều kiểu hiển thị khác nhau cho cái màn hình này các bạn nhé. Nó sẽ có nhiều kiểu hiển thị khác nhau. Đó, các bạn thấy nó sẽ có nhiều kiểu hiển thị rất nhiều luôn nhé. Đó, hoặc là chúng ta có thể hiển thị trong phong cách sport này, kiểu classic của S của Mac, hiển thị full bản đồ này, hoặc là công nghệ an toàn hiển thị trên này cũng thoải mái luôn. Có quá kiểu nhiều kiểu hiển thị khác nhau cho khách hàng lựa chọn. Đây là chúng ta sẽ màn hiển thị full cái màn hình, full cái map ở đằng trước luôn các bạn này. Đó. Ngoài ra thì phía trên kia thì chúng ta cũng có cái HUD hiển thị trên kính lái. Đó, các bạn nhìn thấy cái đèn xanh xanh đỏ đỏ đang nháy nháy đấy. Nó hiển thị trên kính lái HUD đấy. Đây các bạn sẽ dùng cái bàn di này để các bạn di chuyển các bạn nhé. Đó, nó như cái bàn di trên touchpad của máy tính các bạn ấy. Đó, này hiển thị hết. Đây, các bạn, quá nhiều luôn. Ở đây thì chúng ta có một cái màn hình này khá là to. Mà đây là một cái điểm mà rất nhiều người đang tranh luận về cái màn hình này. Tuy nhiên thì cảm quan của mình thấy ở đây thì chiếc màn hình này nó rất là vừa mắt, nó không quá to các bạn ạ. Nhìn trên ảnh thì trông nó rất to nhưng mà nhìn thực tế thì nó không quá to. Và nó hình, các bạn hình chữ nhật hơi đặt dọc một chút đây các bạn. Nó là dạng cảm ứng các bạn nhé. S đời mới thì đã chuyển sang dạng cảm ứng và chúng ta sẽ bỏ cái bàn di và cái cụm điều chỉnh ở cái khu này rồi. Và nó sẽ tối giản hơn rất là nhiều. Đó các bạn,
Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái khay để đồ, hai khay để cốc, một cái khay để điện thoại, có lẽ là có đế sạc không dây. Trong này thì các bạn đây có một cái đế ở trong này, các bạn hãy để điện thoại tít ở trong sâu này. Hai cổng sạc dạng Type C. Đây là chìa khóa của S-Class đời mới này. Phía dưới cái bệ tỉ tay này thì chúng ta cũng có một cái khay để đồ và hai cái cổng sạc dạng Type C nữa. Có thể kết nối với Apple CarPlay và Android Auto đây các bạn nhé. Họ hai cổng sạc này. Cả phía trên này cũng có thể kết nối được. Đó, thì các bạn đọc lại thì sẽ có một cái bệ tỉ tay bọc da màu đỏ phong cách thể thao. Đây, trên cái màn hình này thì mình sẽ giới thiệu các bạn về cái đầu tiên là cái camera 360 độ này. Đây các bạn sẽ có một cái nút camera 360 đây. Các bạn sẽ ấn vào thì nó sẽ hiển thị. Đây mình đang mở cửa thì cái cam bên thì nó sẽ đen xì. Sẽ đóng cái cửa lại. Đó, các bạn nhìn thấy tổng thể xung quanh 360 độ từ trên xuống của chiếc S-Class này các bạn này. Nhìn đi xung quanh có ai đi qua lại, có xe nào lại gần hay là bất kỳ một cái chướng ngại vật nào đến gần thì chúng ta cũng có thể đều nhìn được đây. Và nó cũng có cái biểu đồ nhiệt hai bên các bạn nhé. Biểu đồ nhiệt hai bên nhìn rất là rõ luôn. Chúng ta có thể điều chỉnh được nhiều góc cam này. Đây là góc trước này. Đó, cam trước này. Ở bên cạnh thì nó vẫn hiển thị cam 360 của chiếc xe các bạn nhé. Xung quanh chiếc xe từ trên xuống. Và nó hiển thị thêm mối góc cam lớn. Ở bên này là cam phía trước này. Ta điều chỉnh cam phía sau này. Cam bên này. Đó, nhìn rất là rõ luôn các bạn nhé. Nhìn rất chi tiết từng cái lá. Có khi các bạn zoom lên có nhìn thấy cả những hạt bụi ở phía dưới ấy. Đây. Tiếp theo là cam bên này này. Cam bên phải này. Auto cam là nó góc rộng từ trên xuống to này. Cái này là tắt bật, gọi là tắt bật cái cảm biến xung quanh xe. Đây là cam định vị luôn các bạn nhé. Nó còn định vị đã các bạn đang ở đâu trên cái bản đồ luôn đấy. Ngoài ra thì các bạn về home đây. Các bạn sẽ về home thì các bạn sẽ kích vào đây. Nó có rất nhiều đầu tiên này các bạn này. App này, comfort setting, navigator này, phone, radio, media, info này. Tiền thì chúng ta sẽ vào comfort này. Nó sẽ có massage seat này, đèn viền nội thất này. Đây, nói chung là Mac thì quá là nổi tiếng với cái công nghệ massage rồi. Còn đây là ambient light, đèn viền nội thất này. Nói chung các bạn sẽ mix được rất nhiều luôn. Mac giới thiệu đâu đó khoảng 64 màu, tuy nhiên các bạn để mix được nhiều màu với nhau để tạo thành cái màu sắc mà các bạn thích nhất. Đây các bạn nhìn, đó, nó chuyển. Trời hơi sáng này các bạn sẽ hơi khó nhìn. Tối đây đấy, buổi tối thì nó sẽ rất là lung linh luôn. Đây, quay lại cái massage này chúng ta sẽ có đây này, hot relax back này, hot relax shoulder này. Nói chung là rất nhiều các bạn ạ. Quá là nhiều chế độ massage giải trí thư giãn cho các bạn. Đây là cài đặt ghế này. Uầy, quá nhiều luôn. Nó cũng gần giống với chiếc GLS 600 Maybach mà mình từng giới thiệu các bạn. Quá nhiều cái công nghệ. Ambient light này. Đây, các bạn muốn tắt cái hệ thống âm thanh đi hoặc là tăng giảm âm lượng ở đây các bạn nhé. Tăng giảm âm lượng âm thanh ở đây hoặc là multi luôn, các bạn sẽ ấn ở đây. Tắt cái màn hình ở đây. Nói chung là cái màn hình này nói chung là giới thiệu chắc là cũng phải mất nửa ngày các bạn ạ. Đó, quá nhiều thứ để các bạn giới thiệu. Và các bạn sẽ thấy là cái trực quan này, nó có hiển thị 3D luôn này, hoặc là các bạn 2D này. Đó. Trực quan thì cái màn hình này rất đẹp luôn các bạn. Sắc nét, hiển thị cực kỳ sắc nét. Đặc biệt là khi các bạn chuyển sang cam 360 ấy, chi tiết cực kỳ luôn, thực tế cực kỳ luôn. Cái này không biết là khoảng 2K hay là 4K, tuy nhiên mình nghĩ là khoảng Full HD hoặc là 2K đấy các bạn ạ. Nhìn sắc cực kỳ luôn và nhìn thấy xung quanh màu sắc cũng rất là thực tế các bạn nhé. Đây là các bạn nhìn này, ở trong cái cam này nhá. Còn đây là phía trước thực tế này. Đó, nhìn cực kỳ thực tế luôn. Tiếp theo ở đây thì chúng ta có nút khởi động Start Top Energy ở bên này. Đó, đặt khá là to này. Và đặt cao ở trên này. Cửa gió điều hòa chính giữa, kiểu mới của Mercedes, không phải là tuabin máy bay như mấy chiếc phiên bản AMG khác, mà đây chiếc S-Class này thì nó sẽ được thiết kế này, chính giữa có 4 cái cửa gió điều hòa hình chữ nhật và các bạn có thể tăng giảm lượng gió ở đây. Đó, ngay ở trên này luôn các bạn nhé. Bên này cũng thế, nó chia tầm 2 cụm này, mỗi cụm 2 cái và các bạn sẽ điều chỉnh ở góc này. Nó có 3 nấc để các bạn cho lượng gió nó đi ra các bạn nhé, rất mát luôn. Điều hòa phía trước là hai vùng độc lập. Đó, hai bên các bạn điều chỉnh ngay trên cái màn hình cỡ lớn này luôn này, không cần phải đi đâu. Ngay trên cái màn hình cỡ lớn này các bạn thể điều chỉnh được hướng lượng gió này, tăng giảm lượng gió ở đây hoặc là tăng giảm âm lượng ở đây nhé. Lấy gió trong, lấy gió ngoài này, hay là thông hơi, sấy sưởi các bạn cũng sẽ điều chỉnh ở đây. Có climate menu này. Đó, các bạn sẽ điều chỉnh hướng gió này và sấy sưởi, thông hơi cũng như nhiệt độ như này. Nói chung là trên cái màn hình này thì bây giờ các bạn sẽ làm được rất rất nhiều thứ. Và Mercedes đã cải tiến và bỏ hết những cái phím bấm này các bạn này. Một loạt các cái phím bấm cũng như cái cụm điều chỉnh Command Online ở đây đã bị thay thế.
bằng chỉ còn hai cái, một là cái cụm để đồ ở phía dưới và một cái bệ thịt tay tích hợp khay để đồ ở dưới này, hai cổng tai xi. Đó. Nói chung là toàn bộ cái khoang cabin này các bạn thấy là nó đã được sơ lược, gần như là loại bỏ gần hết những cái phím cơ học để thay thế bằng những cái phím cảm ứng, từ cảm ứng cơ cho đến cảm ứng lực các bạn nhé. Ngay cả cái vô lăng này cũng đã bỏ hết những phím cơ rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang những cái cảm ứng lực thôi, chứ không còn sử dụng cơ. Ngoài ra nó có cái bàn di nhỏ ở đây và ở đây nữa các bạn này. Bàn này thì sẽ điều chỉnh cái màn hình, và cái bên này sẽ điều chỉnh cái bên này khi các bạn lái xe. Ngoài ra thì có lấy chuyển số thể thao này, và cần số của mẹt thì tất nhiên là sẽ được đặt ở trên này. Đó các bạn nhé, được đặt ở trên này. Gần như hầu hết những chiếc Mercedes bây giờ cần số đều đã đặt trên này. Từ S, A, S cho đến C hay là E đều đã chuyển lên này được. Ngay cả G bây giờ cũng điều chỉnh cái cần số bỏ trên này các bạn nhé. Đây các bạn này, gỗ piano màu đen và có những cái đường line giống hệt như những chiếc GLS Maybach luôn. Ở bên này thì cái tấm gỗ nó còn to hơn các bạn, diện tích nó còn lớn hơn nữa nhé. Đó, đây là tổng thể khoang cabin này. Nói chung là tối giản một cách tối đa các bạn. Nhìn nó đơn giản, tuy nhiên đầy ắp những cái công nghệ hiện đại xuất hiện trên khoang cabin của chiếc Mercedes S-Class này. Nếu mà mua về thì các bạn mình nghĩ là sẽ mất cả ngày để tìm hiểu và khám phá, thậm chí là thuê riêng một cái anh kỹ thuật của Mercedes về để hướng dẫn và giới thiệu cho các bạn về những tính năng đặc biệt và thường xuyên các bạn sử dụng nhất trên này. Đó. Tập trung toàn bộ vào hai cái màn hình, một cái màn hình 12,3 inch ở dưới này và một cái màn hình đâu đó khoảng 14 hay là 15 inch gì đó ở chính giữa này, theo kiểu iPad các bạn nhé, như những chiếc Tesla luôn. Tuy nhiên thì nó xịn sò hơn rất là nhiều. Tesla thì mình cũng đã từng trải nghiệm rồi, tuy nhiên với cái màn hình này thì mình thấy nó ấn tượng hơn, nó còn nhiều công nghệ và sắc nét cũng như sử dụng dễ dàng hơn Tesla. Đây là tổng thể khoang cabin, quá là ấn tượng luôn. Ban đầu khi S-Class mới ra thì các bạn nhìn thấy nó hơi đơn điệu, tuy nhiên khi thực tế sử dụng thì các bạn sẽ thấy là nó khác biệt, nó là một cuộc cách mạng của Mercedes. Và mình nghĩ là những thế hệ tiếp theo của E hay của C thì nó sẽ đều thay đổi theo cái hướng này mà thôi. Còn bây giờ thì có lẽ mình sẽ ra khoang sau các bạn nhé, ra cái khoang sau của chiếc S-Class này xem nó được trang bị tiên tiến như thế nào các bạn nhé, khác biệt như thế nào so với bản hiện hành. Đây cái màng loa Boommaster các bạn, cái màng loa Boommaster nhìn rất đẹp luôn. Và cái cụm điều chỉnh đèn này các bạn, cái điều chỉnh đèn nó điều chỉnh lên cái ghế này rồi, cùng với cụm điều chỉnh ghế. Đó, nhìn rất là ấn tượng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ ra khoang sau các bạn nhé. Khoang sau của chiếc S-Class. Wow, S500 này. Bên ngoài thì ve sầu kêu rất nhiều. Ghế ngồi ở phía sau cũng được điều chỉnh điện đa hướng, nhớ 3 vị trí, có sấy và thông hơi. Cũng được ốp gỗ piano với những cái đường line màu trắng này các bạn này. Loa Boommaster này, logo Mercedes này, lót sàn AMG này. Đây, khoang sau các bạn nhé, 3 vị trí ngồi rộng rãi luôn này. Bọc da màu đỏ full luôn. Và ghế ngồi hai lớp các bạn nhé, một cái lớp cố định ở phía dưới và một cái lớp này các bạn này. Đây sẽ có cái tính năng massage các bạn ạ, massage này. Đó, ở phía sau này cũng có cái đệm tựa đầu màu đỏ luôn, êm giống hệt như Maybach. Khi các bạn đi hai người hoặc một người phía sau thì chúng ta sẽ có một cái bệ thịt tay tích hợp một cái màn hình iPad này các bạn này, có một cái iPad ở đây. Các bạn có thể điều chỉnh được rất nhiều thứ, các bạn có thể lấy được cái iPad này lên và cách ấn vào đây thì nó sẽ nhô lên để các bạn cầm như này nhá. Đó, các bạn sẽ cầm điều chỉnh. Mình nhớ không nhầm thì nó có cái công nghệ MUX ấy, thì các bạn sẽ điều chỉnh của cái iPad này nó giống hệt như cái màn hình ở phía trên luôn. Nó tích hợp được rất nhiều thứ ở trên cái màn hình iPad này, các bạn đặt xuống thì nó tự hút vào luôn các bạn nhé. Đó, rất hiện đại. Phía dưới này chúng ta có gì? Có một cái khay để đồ. Đó, một cái khay để đồ. Ờ, cái iPad này chạy hệ điều hành Samsung Android. Đó, Android của Samsung. Ngoài ra thì mỗi khách hàng ở phía sau đều được trang bị một cái màn hình giải trí cỡ lớn này các bạn này. Đây, mình đang để cái ghế phía trước nó hơi ngả xuống một chút. Đây, các bạn có thể quan sát cái màn hình phía sau này. Điều chỉnh được rất nhiều thứ luôn. Massage này, seat này, ambient light này. Đó, energy comfort này. Nói chung là rất nhiều, giống hệt cái màn hình phía trên. Và các bạn về home này, nó cũng giống chưa? Các bạn nhìn thấy nó giống chưa? Đó. Đây là công nghệ MUX của Mercedes mới phát triển. Quá ấn tượng luôn các bạn nhỉ, hai cái màn hình. Đây, phía dưới thì chúng ta cũng có những cái đường line, có những cái đường line ốp gỗ piano và những cái đường line rất đẹp luôn. Ở đây thì có hệ thống điều hòa hai vùng độc lập phía sau, có cửa gió điều hòa, điều chỉnh lượng gió và nhiệt độ, các bạn cũng điều chỉnh dạng cảm ứng lực ở đây, rất là xịn luôn. Và cái không gian, và cái không gian phía sau cũng rất rộng luôn các bạn nhé, cực kỳ rộng luôn, chứ không phải là rộng nữa rồi. Ở đây thì chúng ta có một cái tựa đầu cho người ngồi giữa này, khi các bạn không dùng nó gật xuống và nhấc nó lên.
Đó. Có cửa sổ trời hai vùng dành cho khoang lái riêng và khoang phụ riêng các bạn nhé. Có điều chỉnh đèn đọc sách ở trên này. Wow, rất là xịn sò luôn, tay nắm này. Trần xe thì bọc vải kiểu như da lộn này các bạn, bọc da lộn xịn. Đây, tổng thể khoang sau này. Wow. Hai cái màn hình và nội thất bọc da màu đỏ. Nó khác biệt thật sự luôn đấy. Đó là chiếc Mercedes S-Class 2021, S500 2021 đầu tiên được đưa về Việt Nam. Đó, siêu phẩm thực sự luôn. Chính hãng thì chưa bán ra, tuy nhiên tư nhân thì đã nhập về. Và mình là một trong những người hiếm hoi được trải nghiệm và quay chiếc S500 2021 này đến với các bạn luôn các bạn nhé. Đó, mời anh em chiêm ngưỡng này. Xuất sắc luôn. Thôi con em mình sẽ kết thúc cái video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất về siêu xe và sang các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.